Hình ảnh này ghi lại cảnh thanh bình trong con ngõ tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào khoảng gần 3 giờ sáng 7 tháng 5 năm 2023. Chỉ ít giây sau thôi là một vụ đập phá chắc sẽ khiến nhiều người hoảng vía. Bốn người đi trên hai xe máy sau khi rẽ vào con hẻm thì đột ngột quay lại với chai thủy tinh và bật lửa. Họ châm lửa lên và người này có thể thấy rõ hơn hành vi của nhóm người này. Những thanh niên này sau đó đã rút ra những chai bom xăng tự chế, châm lửa đốt rồi ném về chiếc xe tải gần đó. Sau khi ném bom xăng, một trong số này còn cầm dao tự chế chạy đến đập nhiều lần vào kính xe trước khi rời đi. kể từ khi xuất hiện đến lúc nhóm này rời đi chỉ trong chưa đầy một phút. khi người dân trong khu vực bước ra đường thì nhóm này đã tẩu thoát. Nhận được tin báo của người dân, công an huyện Trảng Bom đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh, trích xuất camera, thu thập chứng cứ và tổ chức truy tìm các nghi can để xử lý theo quy định pháp luật.